Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục pháp luật và đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Tiết mục giới thiệu văn bản pháp luật, chúng tôi giới thiệu nội dung nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp đến như thường lệ là tiết mục trả lời thư của bạn Sam Đài. Sau cùng có phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 46 về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Mục tiêu của nghị quyết là làm tốt vai trò đại diện cổ vũ cho nông dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân, văn minh. Theo đánh giá của Bộ Chính trị, những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của đảng hoạt động của hội nông dân việt nam và phong trào nông dân đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần nâng cao cuộc sống của nông dân phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước tuy nhiên hoạt động của hội nông dân việt nam vẫn còn hạn chế bất cập do chưa đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động chưa khơi dậy được tiềm năng sức sáng tạo của nông dân vì vậy để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đối với hội nông dân và phong trào nông dân Nghị quyết 46 nêu mục tiêu cụ thể là hàng năm phấn đấu kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên. 100% cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng, chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, đào tạo bồi dưỡng nghề cho từ 250.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có quyền trở lên, thành lập mới 5.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 500 chi hội nông dân nghề nghiệp. Để đạt được các mục tiêu đó, trước hết là phải đổi mới tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận những vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh hữu cơ. Đồng thời cần củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức hội nông dân các cấp theo hướng sát cơ sở thiết thực hiệu quả phù hợp với quá trình triển khai kịp thời tháo gỡ chướng mắt bất cập trong mô hình tổ chức cơ chế hoạt động của hội đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng nghề cho nông dân lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh cụ thể tạo điều kiện khuyến khích nông dân lao động nông thôn học nghề nâng cao năng lực gắn với các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hội nông dân thực hiện tốt vai trò là cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp nhà khoa học và nhà nước cùng với đó động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động phát huy vai trò của hội nông dân tham gia giám sát phản biện xã hội xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tăng cường sự lãnh đạo của đảng, phối hợp của chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng giới hội nông dân. Trong bối cảnh hiện nay, nghị quyết 46 của Bộ Chính trị ra đời có ý nghĩa rất quan trọng là động lực để động viên khích lệ phong trào nông dân, có đó khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của nông dân, hội nông dân Việt Nam trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với tiếp mục hộp thư truyền hình. Khán giả đầu tiên chúng tôi trao đổi là ông Nguyễn Văn Hậu ở xã Phong Tân, thị xã Giá Rai. Thưa ông hỏi. Tôi có mua một thửa đất ở nông thôn tại huyện Hòa Bình. Khu vực đất này không nằm trong quy hoạch thực hiện dự án nào. Vậy nếu tôi xây dựng nhà cấp 4 tại thửa đất trên thì có được miễn giấy phép xây dựng hay không? Ông Hậu thân mến, khoảng 2 điều 89 luật xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020 có quy định một số trường hợp khi xây dựng công trình nhà ở được miễn giấy phép xây dựng, trong đó có trường hợp công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc là quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, trường hợp của ông xây dựng nhà cấp 4 trên đất ở nông thôn và vị trí đất không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc là quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng. Nhưng để có thể bảo vệ toàn vẹn quyền lợi của ông, trước khi tiến hành xây dựng, ông nên liên hệ với chính quyền địa phương nơi phần đất tọa lạc để có đầy đủ thông tin liên quan đến thừa đất, tránh trường hợp đang có quy hoạch nhưng ông chưa được thông báo. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của chị Bùi Thanh Nga ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Thưa chị hỏi. Chồng tôi đã mất, tôi thì về hưu. Vợ chồng tôi có một người con trai duy nhất. Gần đây con tôi được giấy gọi đi khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự. Tôi xin hỏi trong trường hợp của gia đình tôi, con tôi có được miễn hay tạm quản nghĩa vụ quân sự hay không? Chị Nga thân mến, Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 được bổ sung trong Luật Dân quân tự vệ 2019 về các trường hợp tạm quản miễn nghĩa vụ quân sự như sau. Các trường hợp tạm quản nghĩa vụ quân sự bao gồm chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh, chị hoặc là em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giảng dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ công chức chuyên chức, thanh niên xuân phong được điều động đến công tác làm việc ở dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Dân quân thường trực Các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự bao gồm Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một, một anh hoặc là một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ, công chức, chuyên chức, thanh niên xuân phong được điều động đến công tác làm việc ở dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Công dân thuộc diện tạm quản gọi nhập ngũ, nếu không còn lý do tạm quản thì được gọi nhập ngũ. Danh sách công dân thuộc diện được tạm quản gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quyền ký quyết định. Theo các quy định trên, con trai chị không thuộc trường hợp miễn hay là tạm quản nghĩa vụ quân sự, chị đang hưởng lương hưu, tức là vẫn có thu nhập, không phải là đối tượng phụ thuộc nên con trai chị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự. Bà Nguyễn Hồng Vân ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi hỏi. Trước đây tôi tốt nghiệp môi trường trung cấp dược, sau đó ra đi làm tại một cửa hàng bán thuốc Tây. Theo tôi được biết thì nhà thuốc và quầy thuốc đều là cơ sở kinh doanh về dược. Xin hỏi giờ tôi muốn ra ngoài để tự mình mở một nhà thuốc để kinh doanh có được hay không? Xin chào bạn Vân, theo Điều 32 luật dược 2016 quy định về cơ sở kinh doanh dược, trong đó có cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc, trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. Do đó, nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ thuốc. Để mở một nhà thuốc cần phải đáp ứng một số yêu cầu sau. Về cơ sở vật chất, phải đảm bảo theo luật dược quy định là phải có địa điểm, khu vực bảo quản trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự và cơ sở bán lẻ thuốc phải đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc là bộ nguyên tắc tiêu chuẩn trong hành nghề tại cơ sở bán lẻ thuốc nhằm bảo đảm cung ứng bán lẻ thuốc trực tiếp đến người sử dụng thuốc và khuyến khích việc sử dụng thuốc một cách an toàn và có hiệu quả cho người sử dụng thuốc. Về điều kiện bằng cấp chuyên môn, luật dược đã quy định rõ người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược và có 2 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Không giống như nhà thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc được mở rộng hơn khi chỉ cần đáp ứng bằng tốt nghiệp đại học ngành dược hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Do đó, đối với người chỉ có bằng trung cấp dược thì không đủ điều kiện chuyên môn để mở nhà thuốc mà chỉ có thể mở được quầy thuốc. Chúng tôi cũng vừa nhận được thư của chị Nguyễn Thúy An ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Thư chị trình bày. Vợ chồng tôi có tài sản chung là căn nhà ở phường 5, thành phố Bạc Liêu. Năm 2018, chồng tôi mất không để lại di chúc, Tôi vẫn tiếp tục sử dụng căn nhà này. Năm 2021 cha mẹ chồng tôi mất cũng không để lại di chúc. Mới đây, chị chồng tôi yêu cầu bán căn nhà chung của hai vợ chồng tôi để chia cho chị ấy. Vậy theo quy định pháp luật thì tôi có phải chia tài sản là căn nhà của vợ chồng tôi cho người chị chồng hay không? Chị An thân mến, vì đây là tài sản chung của hai vợ chồng và khi chồng chị mất không để lại di chúc, nên theo quy định tại điều 650 Bộ luật dân sự thì giá trị một nửa căn nhà là di sản của chồng chị sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định những người thừa kế theo pháp luật thuộc thứ tự như sau. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ chồng cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Như vậy, phần di sản là một nửa căn nhà của chồng chị khi mất sẽ được chia đều cho chị, cha, mẹ chồng của chị. Tuy nhiên, năm 2021 cha và mẹ chồng đều mất, mất sau chồng chị, nên phần di sản mà cha mẹ chồng chị được hưởng từ chồng chị sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ chồng chị là chị chồng của chị. Vì thế, chị chồng của chị sẽ được hưởng phần di sản thừa kế mà cha mẹ chồng của chị được hưởng từ chồng chị. Chương trình xin tiếp tục phần trao đổi theo thư yêu cầu của bạn Bùi Thanh Thúy ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Thưa chị hỏi. Tôi được cha mẹ cho một căn hộ ở phường 1, thành phố Bạc Liêu trước khi kết hôn. Nay vợ chồng tôi không hòa hợp nữa nên quyết định ly hôn. Chồng tôi quay ra đòi chia đôi căn nhà này nếu chúng tôi ly hôn thì căn nhà ấy có phải chi hay không? Xin chào bạn Thúy, Điều 43 Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau. Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản được chia riêng cho vợ chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của luật này. Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ chồng Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng cũng là tài sản riêng của vợ chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 33 và khoản 1 điều 40 của luật này. Theo quy định trên, trường hợp của bạn, căn nhà đã hình thành trước khi đăng ký kết hôn thì được xác định là tài sản riêng và việc phân chia tài sản trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình. Cụ thể tài sản riêng của vợ chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của luật này. Trong trường hợp có sự sát nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình, đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Như vậy, trường hợp của bạn, nếu chưa có sự thỏa thuận về việc căn nhà đó là tài sản chung, thì khi ly hôn, bạn có quyền sở hữu toàn bộ căn nhà đó. Bà Nguyễn Công Trạng ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, thưa bạn hỏi. Chúng tôi đã ly dị, vợ tôi được quyền nuôi con. Nay vợ tôi đi lấy chồng khác, con tôi phải ở với bà ngoại. Vậy tôi có quyền giành lại quyền nuôi con hay không? Bạn Trạng thân mến, yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm. Văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. À, xin trả lời à, yêu cầu của bạn Nguyễn Công Trạng. Điều 71, điều 72, luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Đây là nghĩa vụ riêng có và trước hết của cha mẹ đối với con của mình. Trường hợp bạn hỏi, tòa án đã giải quyết giao con cho vợ bạn trực tiếp nuôi con, nay người vợ đi lấy chồng khác để con ở với bà ngoại. Tại Điều 84 của luật hôn nhân về gia đình có quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn nếu bạn thấy việc vợ bạn giao con cho bà ngoại nuôi dưỡng không đúng với quyết định của tòa án, không bảo đảm phù hợp với lợi ích của con và điều kiện hiện tại, không bảo đảm cho sự phát triển bình thường của bé, thì bạn làm đơn khởi kiện tại tòa án nơi vợ bạn đang sinh sống để yêu cầu tòa án giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con theo ly hôn, sau ly hôn theo quy định của pháp luật quý vị và các bạn thân mến phát biểu trả lời của luật sư lê hải lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại